buổi sáng này nha. Rồi, chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn luôn. Rồi, lời nói đầu tiên cho kênh Sơn Bắc Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Thì hôm gài mấy bữa nay mình có công việc đột xuất cũng như là bị bệnh mấy bạn ơi, bị cảm ho sổ mũi nóng lạnh mấy ngày nay nên không đi theo em mình quay được mấy clip, rồi em mình nó tự đi thăm mà tự quay nên là mấy bạn có gì xem mấy bạn cũng thông cảm nha. Đây, một mình thì nó rất là khó nha mấy bạn. Thì anh em mình bữa nay hôm bữa anh em mình nó đi lên cái khu vực mới trên đây dân cũng được 20-30 tay gì đó, thì sáng nay anh em mình đi thăm, thì vừa đi thăm cũng vừa dân thêm số tay nữa nha mấy bạn, tại cái luồng mới này phải dặm lưới thêm nha. Thì rất là nhiều bạn comment chỉ dẫn cho mấy bạn cách bẫy lưới dân lưới như thế nào nha. Thì sẵn đây em mình nó có dặm thêm mấy tay thì em mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn xem cách dân lưới bẫy gắn nha mấy bạn. Đây nè mấy bạn, lưới mình là làm ở đây dùng mình dùng quê ở đây, bờ nó không lớn hoặc là mình làm đựng dài quá bạn ơi, làm chỉ khoảng nhiêu thôi. Cái này tay mình đang cầm trên tay này là 6 tấc nha mấy bạn. Đó, mình chặn những cái đường giống như những con rắn nó đi á bạn, nó ăn là nó cũng phải đi cặp mé, nó đi theo cái lằn chuột á bạn, là nó sẽ ăn, cho nên mình đừng có dăng lên bờ cao quá mấy bạn. Nó cũng vướng giò vướng chân người ta đi tới lui á, nó không tốt các bạn ơi, mà người ta dễ phát hiện. Này mình chỉ dăng một góc dưới này thôi, tại con rắn thông thường nó sẽ đi cặp mé không các bạn, không bao giờ nó đi giữa bờ, ít khi nào lắm. Trừ khi ăn no rồi nó mới đi giữa bờ kiếm chỗ trốn á. Đó, mình dăng nó cũng rất là đơn giản thôi bạn. Dăng sao cho hai cọng dây nó thẳng lên vậy, lưới mình phả cho nó đều đều tay vậy nè. Nhưng mà cái quan trọng nhất ha là mấy bạn phải sử dụng ghim sắt hoặc là bẻ, giống như mình đi lỡ mình không mấy thì bẻ cái mấy cây nổ mấy bạn. Nói chung vùng quê thì chỗ nào mà không có mấy cây thứ này. Mấy bạn bẻ này nè, bẻ khúc nè, mấy bạn cớp lại. Mấy bạn nhắn xuống. Đó, bạn phân lưới đều rồi mấy bạn phải nhắn xuống. Này mình chỉ dẫn những cái bạn nào mới vô nghề thôi nha, còn những người đi trước thì mình không dám ha. Rồi, mấy bạn phải nhận xuống vậy đó, là nó cứng lưới, khi con rắn nó đi là nó hay nhụi nhụi, nó hắt lên lắm mấy bạn. Nếu mà mấy bạn không dặn dây viền, mình bảo đảm mấy bạn dặn chỉ dính những con rắn đi khơi thôi, chứ mấy con rắn như hổ ngựa như hổ hành đâu ha, là tỷ lệ dính rất là thấp, nhất là con hổ hành nha mấy bạn. Mình cũng nói mấy bạn biết luôn, con hổ hành là nó đi là nó nhụi dưới không đó, nó đụng gì gì mình hắt lên vậy đó, mà nhiều khi mấy bạn thấy lại lưới mình nó còn tóc lên luôn đó nha mấy bạn. Đó, mình dặn gọi lên vậy là nó cũng đơn giản lắm mấy bạn. Rồi vậy là coi như là xong, nó cũng đơn giản đó mấy bạn. Để bẫy tới cái dính mình bấm máy cho các bạn xem nha, để tránh mất thời gian để các bạn xem nó không bị nhàm chán. Thì nãy giờ em mình nó hướng dẫn đó, đó rất là đơn giản nha các bạn, vậy là xong đó. Đó là cách dân bẫy nó nha mấy bạn. Còn cái clip mà ra từng tay lưới thì nữa em mình nó sẽ thực hiện làm rồi mình sẽ phát trực tiếp luôn. Bắt trực tiếp hướng dẫn làm mấy cái tài lưới này cho mấy bạn xem luôn nha. Nó cũng đơn giản lắm nhưng mà đòi hỏi phải có thời gian nha mấy bạn, để tỉ mỉ lắm. Mấy bạn nào ở gần đây á, có muốn giao lưu và học hỏi thì cứ qua kênh mình, anh em mình sẽ chỉ cho hết mình luôn. Còn như trên đây mình chỉ nó cũng không có được cặn kẽ hơn mấy bạn ơi. Rồi thôi mình đi thăm còn mấy tài lưới bữa em mình xuống mấy tài lưới nữa nè. Bẫy nào có dính mình bấm máy cho mấy bạn xem nha. Em mình có dăng tay nha các bạn. Có dính nha bạn. Mình có dính mà. Đây con tay mới dăng. Mới test thử rồi nha các bạn. Mới dăng bữa trước. Bữa nay cách ngày nha. Ồ, em không may các bạn ơi. Còn ngày để đi chở chút nó chết nè, ngọt nè mấy bạn thấy nó phun một miếng ra luôn hả? Ừ. Ngọt rồi đó. Xử lý đi. Xử lý nó để nó ngọt. Tình thủ xử lý, gắn này gắn cái gì đu ngắn ta. Gắn đực anh hai, tại người ta chặt cứt đuôi. Gắn đực mạnh lắm, thấy nó quậy dữ luôn. Gắn cái dính đậu nằm luôn nghe đó. Trời ơi, không bị cục đuôi nữa ha. Cục đuôi chứ gắn nó ngắn đực. Rồi, xử lý nó đi ra ngoài để thôi nó chết đủ. Quá trời dính luôn mấy bạn ơi nè. Đực thì quậy vậy đó, quậy này con rắn này mình đi chảy chút chết nha mấy bạn. Ừ, sao không cắt luôn con lưới mới thì nương lên chút.
lưới đã từng dính rồi thì mình không tiếc khung nha các bạn, còn lưới này mình mới xuống mới chát luôn nha các bạn. Được rồi, mình đi cỡ này là mình đi hai luồng, mình đi hai luồng đó mấy bạn. Giờ một ngày bữa hổm mình cũng có đã nói với mấy bạn mấy clip trước đó là để mình thời gian rảnh mình giăng thêm luồng này nè mấy bạn. Không xỉu chết, quá trời ngắn hả dính này. Làm gì đương quá trời đương gì con. Ủa này cắt đón đóng lưới rồi. Thằng ngắn này dính. Dính mà không biết mình gỡ luôn mấy bạn. Gỡ cái cây lên đi. Nó dính mà một đống lưới nè. Tao cứu mày nha. Đây, mấy bạn thấy mình ghim dây chị không? Đó. Cắn gì nói nữa cắn. Vô hồi tỉnh lại cái gì. Con ngày hôm qua anh tưởng chết không, ngày hôm qua anh đi cái clip con lại tím mình đó mà em thả nó vô hơi thở ra được. Con này quắn kiểu gì á, quá thứ rồi mà nung cũng gách chạy mặt nữa. Rồi ăn lãi thôi, đang gặp mấy cán cụ chuyện nổi kìa đấy rồi đó. Chỉ có cắt lưới được giờ này lâu lắm không ấy đâu. Con hơi nó mạnh lên nó đạm rồi. Quá trời lưới nhiều cắt cái bánh trứng luôn ngủ lưới. Với mình gắn này mà cái gì cắt bỏ tay lưới uổng quá các bạn, tại lưới mới chứ gặp lưới cũ thì mình cũng không tiếc gì. Các bạn thấy nó dính một cục này, cắt hết trơn cục đó đó. Nó đang nhiều quá trời vậy ta. Ừ. Đang dằn hai cây này mới cắm nó cứng ngắt nè. Cứng khung nào nó đang giữ không ấy, còn dùng nhằn chứ nó đang giữ. Này đúng ra thông thường mấy bạn mới xong mình mới xuống lưới á là nó cũng ít dính nha mấy bạn, tỷ lệ dính ít lắm, mình đoán bữa nay chắc cũng không dính nhiều đâu mà tại cái luồng này luồng mới có gắn đó nó dính đó. Chứ thông thường mình giăng rồi mấy bạn biết cỡ nào không, mấy thăm cỡ ba cử nó mới có dính. Này mình mới thăm cử đầu tiên luôn nè. Con đầu tiên nha mấy bạn, thành quả đầu tiên của luồng mới nha. Đây luồng này của anh em mình bữa nay đem lưới dặm thêm đó mấy bạn, mới giăng số lưới dặm thêm đây. Luồng này luồng mới ít lưới nè, có thêm lương thực như là cốm nha các bạn, chai chai xanh nha. Túi ba lớn là đủ đựng rồi mấy bạn ơi. Túi ba gan đó. Thấy nhỏ nhỏ chứ có vỏ nha mấy bạn. Con này chắc khoảng 3 lạng. 3 lạng hơn 3 lạng, rồi nặng lắm. Rồi, em mình sửa lưới giăng lại nha mấy bạn. Còn nào có dính nữa mình bấm máy cho các bạn xem nha. Tại tiếp theo tại thứ hai nha các bạn. Nãy mới thăm toàn đó ngay bữa chứ xài đó. Tại thứ hai tiếp tục. Có hàng luôn mấy bạn ơi. Đứng từ xa nhìn thấy nó nằm dưới đó chặt kìa mấy bạn. Rồi có hàng. Hậu lửa nữa. Có hàng, hậu lửa, tội vô. Con này để anh cho nó lên tàn hình nè. Quá trời con này nó đẹp mấy bạn ơi, coi kìa. Đó lòm luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, bạn thấy gì không? Ồ. Rồi đã xà lưới của mình nha mấy bạn. Tại bên đây không dính nè. Rồi đã xà lưới của mình nha. Em mình sẽ xử lý nó mấy bạn ơi. Rồi xuống gỡ đi tâm ơi. Con này mới dính. Con này còn quá ngon mấy bạn ơi. Quá đã mấy bạn nè. Đẹp không mấy bạn? Nè luồng này mới nha các bạn, mình giăng bữa đó hình như nó có 20 tay hơn 20 gì ha mấy bạn ơi. Rồi bữa nay mình đem lưới mình dặm thêm mười mấy 20 nữa đó. Đừng cho nó năng lên cỡ 50 tay, mình đi thăm một ngày khoảng 50 tay là nó có dính đều đều đó mấy bạn. Ít khi nào không dính đó. Chà con này nung tét cổ luôn kìa. Lưới mới này bán quá. Thôi mà tao gỡ cho mày ra mà. Trời ơi tét da luôn, tét da luôn. Mấy con rắn này về hầm đủ đủ nữa nha các bạn. Đem lên cắt Tâm ơi, đem lên cắt để làm dính lột da thêm. Đem lên để đi làm cắt nó đi. Chỉ khó đứt da mặt đi. Trời ơi, vô dở ỉa mấy bạn. Đụng vô là ỉa, có cất có tiền hay mấy bạn. Lột da nó luôn trời. Lưới này nó mới, nó bén. Lưới nó mạnh lắm.
một em hổ lửa nha mấy bạn. Quá trời nhắn nó ngon rồi, đỏ ché luôn. Nhắn này mà hầm còn gì bằng không bạn. Con này mới dính, mới vừa tới đó mà đút qua cái nổ đó, nó quậy vô nổ nó xeo, nó xeo đau quá. Bởi nào em ghe em tưởng đâu hiền dữ hả. Lưới mới em cắm mấy đài cứng, bởi nhìn thấy đài đâu sụp đâu, chứ gặp lên trời mưa cái vài bữa đài sụp đài. Đây các bạn ơi, con này dán nửa ký lắm rồi Tâm, nửa ký rất biết như vậy. Đá không các bạn? Bạn thấy muốn bằng hơn nửa bàn tay mình luôn nữa không? Đây. Đây. Trời một đào. Em thấy hay nha mấy bạn. Gì đá trời mới vô hai tay lụm hai con này. Tay đó không dính được kìa. Em dính này. Luồng mới thì nó vậy đó bạn, tại vì mấy luồng cũ mình bắt quá trời nhiều gắn nó giảm rồi các bạn. Chứ luồng mới nó dính mạnh đó. Nhưng mà mới đúng ra mình đoán bữa nay nó chưa dính mạnh đó, tại vì mới giăng xuống nó nhát lưới nha các bạn. Một là nó thấy cái đường lạ lạ, hai là cái mùi lưới các bạn, cái mùi lưới với cái mùi thuốc nhộm mình đó. Đấy. Con thứ hai nha các bạn ơi. Quá ngon. Giọng anh em mình trúng lớn nha. Nhiều tài mà trúng nhiều lắm. Hai mấy tài này mình giái đi, bữa nay dính ba con thôi các bạn, khỏi càng nhiều. Rồi đầu cử sau nó mới có mặt lên dính nhiều các bạn. Tại vì mới văng rồi em mình sửa lưới lại nha các bạn, mình đi thăm tay tiếp theo nha. Tay bên đây không dính hả? Tay này không dính nữa các bạn. Rồi anh em mình tiếp tục qua bờ đó, mình văng bảy con tay, hai tay mới phát, cũng hay phát lắm, mẫu phát anh em mình bị bẫy tặc mấy bạn ơi. Văng lại tay lưới mới luôn, văng lại tay lưới mới nè. Nè mấy bạn thấy nó quậy hoàng láng lứt nè, nhổ cây ta lưới mình rồi mấy bạn ơi. Nè đây quay cho mấy bạn xem, nó cắm câu ếch đây. Đó. Bãi đa dinh cũng dính ếch nữa đó. Đó. Nó cắm câu ếch đây, cái sẵn nó gặp ta lưới mình dính nó không có chơi, nó gỡ con gắn nó để ta lưới lại mà nó chơi nó ruộng luôn ta lưới mấy bạn. Này dính hữu hành mấy bạn. Dính hữu hành thật chân. Mày mà láng chân mấy bạn thấy dùng không? Dấu này nó mới lấy buổi sáng nó cuốn, tại nó đi cuốn cầu ếch thì thường là đi sớm hơn anh em mình nha các bạn. Cuốn cầu ếch đó. Bà này nữa nó dụm dặm như về tay nó được, bà này ngon, bà này còn gắn. Rồi thôi, coi như là mình ăn rồi hết, ta ăn thì còn đi các bạn ơi. Trời cho ăn rồi hơn. Đi gặp bãi tắc gì là thấy bực bội vậy. Bà mẹ mình mà gặp nó đang mà lâm khơm mà gỡ chỗ này chắc mình nhận cái đầu nó xuống dưới ruộng này luôn á các bạn. Đập cái đầu nó vô cái cột đèn này luôn. Đó. Sao mà chịu nổi. Mấy cái kinh của mấy anh kia cũng vậy thôi, gặp bãi tặc là thấy bực bội cho mình này. Làm mấy ngày bà cậu này mà tham lam là không được mấy bạn ơi. Của người ta dính thì kệ bà người ta đi. Cậu ếch mặc dịch gặp bay tới đâu ngãi một cái bẻ tay bay luôn. Giật trong tay này mình có mấy tay mà nãy hai tay chuột cắn rồi mình không quay nữa bạn. Nãy gặp bẻ tạc chán thì chắc bà mẹ giấc này mà gặp mình đi đang như vậy dính hả. Ô nhận lại các bạn ơi, cái to ô nhận lại chả cái này 3-4 chấm nha bạn. Quậy cũng đỡ dữ ngang, gắn lại này dính lâu nha các bạn. Còn sống nha các bạn. Sống. Cái này mà gặp mấy người cắm cậu ếch mà đi ngang một cái hỏi mày có dính không, cho tôi coi cái gặp tay lưới trong một cái chứ. Nhắn cái đầu nó xuống dưới ruộng này luôn các bạn ơi, cái chuyện nói này. Bực bội cho mình. Ta đã dính đủ hành đó ạ. Thơm phức không hành lại ngay chăng chỗ này lăn nước thơm phức không hành. Mình tưởng đi lại mình không thấy ta lưới, mình tưởng nó nhổ rồi. Mình tưởng đâu gắn nó lâu rồi. Con gắn mà nó lâu được cái ta lưới đó là mấy bạn biết ha. Một ký mấy không đó, gắn mình lưới mình văng thứ này nè mà cỡ ký mấy hoặc mai có lâu nổi.
cái tay đổ đó là tại ngay mí ruộng mấy bạn, chứ còn như ở đây cũng lâu nổi, nó cắt cứng này không bao giờ lâu được, trừ khi là xuống mí ruộng như nãy đó. Chiều cũ tiếp tục mấy bạn ơi. Cho an toàn. Thời gian mình làm còn năm này qua năm nọ hay các bạn, nên là không vẫn chơi được, chạy xước nó cọc. Cái gắn này thì nó không có độc nha các bạn. Cái này là gắn không độc nha các bạn. Có rất là nhiều bạn comment nói thấy nó sợ quá, đâu cũng không có gì các bạn ơi. Nói chung thì mỗi người đều có cái nghề riêng mà. Nhiều khi mấy bạn làm việc á, mấy bạn gặp gắn mấy bạn sợ chứ. Tùy theo gắn nha. Gắn nào có nanh mới có độc nha các bạn. Đây mình rửa nó cái gùi tổ chạy. Đây đậu gì bánh này. Chuột hay mộ gì đó. Đây là hơn chuột hay mộ gì bánh này. Nhiều khi đậu mộ, nhiều khi đậu gắn. Có người khác rồi. Ừ. Có người mà. Nè, mình quay qua cho mấy bạn xem có người bánh này nè. Anh em mình nói chuyện nhỏ lại là nãy giờ không để ý. Anh thấy người. Rồi ngày mình xử lý nhanh gọn gắn này nha các bạn. Tại con người các bạn. Anh em mình bẫy là phải cái gì cũng phải nhỏ nhẹ, nên có thì con người anh em mình nói chuyện nhỏ các bạn thông cảm nha. Đây giống. Giống ngấy bờ thẳng rồi. Biết rồi. Chẳng hạn anh bịt quá. Tới đây đắt cho ông Châu chưa? Tới đó, đắt cho cuốn một chút rồi đó. Vậy hả? Mày vậy hả? Mày vậy hả? Đi làm gì hả? Ờ, quen các bạn ơi. Vậy hả? Đi thăm lưới gắn. Ừ. Ừ. Đi thăm ba lưới gắn nè. Với Tâm nè. À, mấy đất bên đó đó ha. À, gặp người quen không sao các bạn ơi. Mình có tay nha, nó giật mấy đầu bờ. Vô tay hay tay không mấy bạn ơi. Tại mình mới thử thôi mấy bạn, nó dính mình mới nung lưới thêm. Mình đi văng này mình cũng lưu ý, mình văng dặm bờ một hai tay trước. Bờ nào có dính mình nung lưới sâu vô các bạn là có gắn, bờ nào nó không có là mấy bạn văng nhiều tay nó cũng dính chứ. Còn có là văng một cái tay là dính được. Đây, dính chẳng còn quá to bạn ơi. Ồ. Quá. Trời ơi cái con này. Lãi này hơn khổ ngựa nữa các bạn coi nè. Trời ơi trời con gắn. Gắn thôi gắn lãi mà quay cũng không hết màn hình luôn. Gắn lãi mình tưởng khổ ngựa không mấy bạn. Chà bá nè. Biết nó bự rồi. Biết gắn lãi bự rồi. Này có bà này nữa mình dặm thêm về tay nữa nha mấy bạn, cử sao có dính này mới thăm cử đầu nó vậy dính đó, chứ thông thường mấy bạn biết sao mình mới văng lưới xuống á, cái mùi thuốc nhộm của lưới đó, mấy bạn với cái mùi lưới với mình văng cái đường nó thấy lạ lạ, nó đi tới luôn thấy lạ lạ, nó sẽ né một hai cử sao mới có dính mấy bạn. Mà nhưng mà sau chuyến này mình thăm tính ra độ nhảy của nó cao đó, mình mới văng nó mới thăm chuyến đầu luôn á, luôn này là luôn mới đó các bạn. Biết con gắn lãi này bự rồi. Lãi quá bự, mấy bạn thấy mạnh không? Xiết mình nè. Xiết nè. Cái phanh luôn bằng cổ tay luôn. Gắn lãi nó vậy đó, bạn mới gắn được mạnh vậy đó. Đứt lứ luôn. Lứ mới mà còn gì được. Banh cho banh thầm hạ luôn chứ giật. Ở đâu nung tới mà nó đi. Nó giật lui lại nè, nó méo được giật lui lại. Ừ. Nó gị. Bẻ nè. Bạn thấy nó xay không? Nó xay ngay gắt gắt không? Cái gì đứt thịt nó là gì đó. Mày thiếu mày mặc lưới đi chứ gỡ được mà nó quậy hay chết luôn. Bạn ghê thằng đó. À, quá mạnh. Chỗ nó đâm dính rồi đó, nghe chằng chỗ cái cây ấy luôn vậy. Nghe cái chổi luôn. Ừ. Kêu này nó dễ bị chết là vậy đó các bạn. Nó được dễ chết, con này mới dính sáng rồi mà nó vậy đó.
để chưa chưa quậy chết luôn. Quá ngon nữa các bạn, nếu mà không bị cuốn tại đó nữa là được 5 con rồi. Mình văng đây có 20 tay, mới văng thử 20 thôi mà dính vậy đó các bạn. Mấy bạn tin theo mình xuống luồng này cỡ 100 tay nó dính cỡ nào mà chắc không có chỗ văng 100 quá các bạn. Văng chắc được cỡ 50, mình dậm dậm thêm đi vậy là văng thêm được 50 ạ. Mở thêm đường luồng nữa đó nghe bạn, là từ đây tới bữa nào mình cũng có clip gắn hết đó nghe bạn. Bữa hổm bên kia mình chia ra nên nó dính ít đó các bạn. Có 60 tay lưới mà đi 2 ngày. Quá chặt, gắn còn quá đẹp luôn. Quá đã bạn ơi. Gắn nó bự nè, nó mạnh. Ghê không? Gắn lãi mà nó gắn lãi mà mấy bạn thấy nó bự như hổ ngựa à. Gắn này từ nửa ký 6 chấm nha mấy bạn. Ơi. Ghê dặn không, mạnh ghê không? Gắn lãi mà bự vậy đó. Con này là con thứ tư nghe mấy bạn. Bị mắc hết con nữa đó, bị cuốn hết tay đó chứ thôi coi tay đó mới ngon mà. Nó chơi lựa hành ăn không mấy bạn, gắn nãy chơi. Ăn chợ mới cũng lựa nữa. Nó chơi tại xui nó cắm một câu ngay chân đó mấy bạn ơi, xuống nó dính ngay một câu nó rồi nó lấy luôn ta lưới mình nè. Đây thành quả nãy giờ nghe các bạn. Đây. Con này nó cũng ký mấy gần 2 kg đó nghe các bạn. Gắn hổ mây hay còn gọi là gắn lãi này đấu với anh được chưa nghe anh được? Em cũng thấy anh đi săn đêm hay bắt gắn lãi lắm nè. Sát thủ bóng đêm của anh này nha. Ừ. Không mà dùng ảnh chắc gắn lãi không có bự bằng dùng mình quá. Chắc không bự bằng. Dùng mình gắn bự bự không? Thấy ảnh con hai lạng hay là ngoài là nhiều. Ở đây là em bắt gắn tối không đó nghe anh. Phải nói là hổ mây cụ lâu năm không đó nghe. Cả này bắt đầu có giá anh đi sau đêm đó mấy bạn. Ảnh đón giá anh mới đi không mà em biết anh được á. Thêm cỡ này anh mới có đi. Cỡ này gắn lãi dùng mình lên nha mấy bạn. 140, 150 rồi đó. Ít bữa mình có khả năng lên 200, 300 luôn nha mấy bạn. Nó mắc hơn hổ hành luôn á. Ít bữa nữa. Trung Quốc mà nó chịu ăn là gắn lãi này lên giá lắm nha mấy bạn. Đây. Ô. Em này vô cái khá ha, nặng lên liền. Bốn chú nhìn, không? Nhìn thấy ta lưới văng y gan thế nãy không mấy bạn? Bệnh quá mấy bạn ơi. Rồi em mình sửa lưới lên nha mấy bạn. Lưới thì văng cũng như nãy em mình hướng dẫn ngay từ đầu cho mấy bạn xem đó. Rồi đi ngồi anh em ngồi nghỉ chơi lâu một tí xíu rồi còn mấy tay nữa em mình thăm có dính mình bấm máy để cho bạn xem cũng như là nó dậm thêm mấy tay nữa rồi anh em mình kết thúc cái buổi sáng hôm nay. Rồi, bờ này có 2 tay, tay này không dính các bạn ơi. Tại mình mới thử rồi nha các bạn nên mình chưa test lớn nhiều các bạn. Chừng nào có dính có hiệu quả mình mới test thêm. Có ông chú gì bên đó bẻ ra bắp nhìn quá trời nhìn. Tưởng mình làm gì không thấy gù ghi nè. Bờ này còn tay nữa nha các bạn. Ủa nãy giờ đi văng hả? Có hàng hay là có hàng quá đã các bạn ơi. Quá tê. Cảm giác này mới cảm lấy lại được nha các bạn. Ồ. Thôi. Quá tê các bạn ơi. Mới bật lại cảm giác này nha các bạn. Trời ơi, ngồi. Con ngồi tố nè. Cái đó mang gắn nó còn sống được à, về mình xử nè. Trời ơi, con này con cái gì vậy ta? Này con quỷ. Con nón nha các bạn. Đấy, các bạn thấy gì không? Ồ, thấy mê không? Con khúc vậy đó mà mấy bạn thấy hiệu quả ghê chưa? Thì anh dựng máy khỏi anh Hạc, anh ấy đi. Hả? Em bắt từ con này nó cũng thưa mà này dễ mà. Đây tiếp tục chiều cũ nha mấy bạn. Đó mấy bạn thấy quá phê mấy bạn ơi, gặp cảm giác này quá tê. Rồi con ta dính 2 con nha mấy bạn, thấy hiệu quả ghê không? Đó con khúc lớn mà lưới này là mình mới test thử thôi đó nghe bạn, chưa có dặm vô bờ này nhiều nữa nghe bạn. Mấy bờ này là nên văng nhiều nè. Quá mệt mà quá khỏe luôn. Tại 2 con. Tại 2 con lượt mà 2 con. Ê, hồi đi chấm thôi là thấy mấy bạn thấy gì không? Trời nó vàng như đúng là bánh mì của anh rỡ anh Phụng luôn á. Giờ anh chụp lấy tấm hình này hả sao? Thôi. Tấm này cặp nè. Chụp nhìn theo anh chụp thấy hết à. Cũng thấy hết. Đây nè. Rồi để mình bấm máy ngưng đây mình làm tấm nền cho nó nha mấy bạn. Còn mấy cái bờ kia nó hẳn đắng gì mình văng được, có gắn vô không có gắn được. Nãy giờ cũng con này nữa đâu rồi. 2 con này nữa, 7 con gì mà bị lụm hết con, còn 6 con. Còn 6 chú nghe các bạn, văng có 20 mấy tay mà thấy đã không mấy bạn. Luôn trên đây mình theo mình dặm thêm là có chúng nghe các bạn. Mới này, mới các bạn ơi. Mà có một cái luôn mới này bẫy tắt chắc là nhiều các bạn. Mới cử đầu mà nó phát hiện rồi đó.
để lâu lại còn dễ phát hiện nữa. Cái trời mới gùi tủa. Rồi, mình học theo cách của anh Võ Minh Phụng nghe, Pháp Minh Thanh Cứng, anh Võ Phụng nghe bạn, đem rửa. Chứ để nó chuyên nhân đời thứ mấy của Võ Minh Phụng này không biết nữa, không gầy thấy hiệu quả quá mấy bạn ơi. Tiếp tục anh em mình học theo cách bẫy rắn từ anh Võ Minh Phụng nha. Mấy bạn nào fan của anh Võ Minh Phụng cũng rất là mong mấy bạn ủng hộ anh em mình. Mấy anh em mình cũng tuổi tác thì cũng như em út ảnh thôi, cũng như học hỏi kinh nghiệm từ ảnh thôi, mong mấy bạn cũng ủng hộ anh em mình thì anh em mình rất là vui và cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nói chung là anh em mình cũng fan cứng mấy ảnh nha của anh Võ Minh Phụng nha, không có clip nào mà mình không coi chân nghe mấy bạn. Ảnh nó chảnh cái này trúng quá mấy bạn, toàn là dính ngắn cặp ni cặp nông cặp nông gì không. Dùng mình không có gắn đó nha bạn, ở đây không có gắn thứ đó, mà mình ở đây cũng không có hổ hèo nữa bạn, chứ phải có hổ hèo như trên Phụng đó mình dằn chắc dính lôi tài lưới mình luôn các bạn. Tại vì mấy bạn thấy một túi chưa bị ta cuốn hết tay đó, cuốn ba gan luôn các bạn. Này còn đây nữa nè, hàng nằm đây thì dài nữa nè, còn con bánh mì của anh nữa kìa. Đã không ạ? Bạn đây nè, họng cắn cái ấn luôn mà. Trời, thấy không? Tí xíu ta tay liền các bạn, miếng lại. Hồi quấn nè, nịch nè. Con này mới dính nha bạn. Nó bị hơi bầm. Thăm mình nâng niu, mình gỡ nương nương tay lưới, mấy anh bẻ tặc anh chơi anh không có nâng niu, anh cuốn luôn chứ còn xé thủng lỗ chứ bạn. Anh chơi là anh cuốn luôn nguyên tay lưới à. Anh cũng nâng niu rồi đó, đem về anh văng luôn chưa. Còn có anh thì cũng dễ thương lắm, mấy anh mà biết hút thuốc cái mà anh lấy tầng thuốc anh châm lỗ bánh kỹ gì đó. Trời nó nghĩ mới kỹ mà nó mát, trời mạnh ghê ha. Trời sao vậy, đưa cái đu vô tới đây luôn rồi. Xiết cởi cái áo ra bạn ơi, thông cảm nha, lỡ mình để nó gà thế mình rồi. Có xiết nè. Đi xiết máu bể luôn đi, chứ phải dẫn rồi mấy con bự hổ hèo như anh Võ Anh Phụng người đó là xiết khó chịu luôn. Này chúng lớn rồi mấy bạn ơi, dữ hơn cái clip bữa hổm này. Clip bữa hổm là đâu 5-60 tay, mà clip này mới phân nửa đường clip đó, phân nửa đường lứ đó, không được nửa đường lứ đó nữa. Thì kỳ hổm mình cũng có nói mấy clip trước là mình hứa với mấy bạn mình sẽ kiếm một luồng mới dân đó bạn, bây giờ mình tìm được luồng này rồi cho nên mình sẽ tập trung vô làm nó, cho nên số lượng gắn đại tới chắc nó có khả năng dính nhiều mấy bạn. Rồi một chuyện, còn chuyện mình có nói mấy bạn mình sẽ tính đổi hướng bắt con khác đó bạn, nhưng mà giờ chắc lứ có đường dân mình dân chắc bắt gắn mấy bạn ơi, còn mấy con đó mình gặm nó đi, từ từ hết gắn mình sẽ bắt nó nữa. Chứ mình ở đây thì mình nhiều cách để bắt con nạn kia lắm nha các bạn, mà tại gắn vợ đang dính thôi mình làm gắn đi. Con này mới dính gắn lại rồi, gặp né gắn lại sập xuống tuốt chứ gì dưới quả ưng. Bà này bảo đảm chúng bà này rồi vào lưới thôi. Đấy bạn thấy gì chưa? Mấy người quá đã, quá đã mấy bạn ơi. Nghẻo. Còn mấy tay nữa hết lưới nha các bạn, rồi mình sẽ dặm thêm mấy bạn ơi, mình sẽ test thêm bẫy nó ở đây thì đem theo 20 tay đó, test thêm mà không biết dặm có hết được không, chắc không hết đâu, từ từ dặm tới hoài. Cứng túi nha các bạn, cứng túi bữa nay là bội thu. Mình mà bỏ gắn kiểu này là anh Phụng ảnh có coi clip này là ảnh cự mình liền đó nghe mấy bạn. Nhưng mà tại vì anh Phụng ơi, rồi cái này em bỏ gắn không có độc, chứ có độc mình không có bỏ kiểu này nghe bạn, có độc mình phải bỏ cái đu vô trước.
chứ bỏ cái đầu anh hai biết gì không, nó lùi lên nó, cái tay nó méo đây, nó lùi ngược lên dính tay găng mình đây, gắn độc là không có bỏ kiểu đó. Còn gắn thường thì mình bỏ nó vậy được, gắn độc nhất định phải bỏ cái đuôi vô trước. Đấy, các bạn thấy cứng túng luôn nè, có hai mấy tay lớn mà dính chị đó, cứng túng luôn mấy bạn ơi. Quá đã, quá trời, cái tôi gắn nè. Thôi bữa nay anh em mình trúng mánh lớn nha mấy bạn. Rồi em mình sửa tay lưới dân lại nha mấy bạn. Cũng y như thế nãy giờ chắc mình đã quay chắc cho mấy bạn xem đó, đơn giản vậy đó. Mấy bạn cứ quay dằn cặp mé vậy đi, khỏi dằn lên cao chim cao. Gắn này đi thấp thấp, mấy bạn thấy con khúc này mà còn hai con đâm đầu vô á. Rồi em mình chắc kiếm đường dặm thêm tay hai tay cái bờ này nữa, bờ này trúng nó rồi. Rồi đi mấy tay nữa kêu có dính cái mình bấm máy cho mấy bạn xem nha cả nhà. Em mình vô miếng năng lượng cái quá mệt mà vô rồi, vô về đó về mấy bạn ơi. Rồi tổng kết cho mấy bạn xem luôn Tâm ơi, thành quả nay là 6 con nha, bị lưỡng hình con 7 con rồi đó, một vỏ vậy chính một ra là rồi, cứ tách cách 3 tay là dính một tay nha mấy bạn, 3 tay máy tại có hai mấy tay hả à. Mà hết 7 con gắn bị người ta lưỡng hình con rồi đây, thành quả bữa nay nha mấy bạn. Vậy là chúng lớn rồi mấy bạn. Mình đem lưới theo mà văng không được nữa mấy bạn. Văng đâu được có 5-6 tay lưới gì hả. Đem về nữa nè. Đây. Quá đã mấy bạn ơi. Rồi thành quả hôm nay được nhiều mấy bạn ơi. Rồi thì cho anh em kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Em mình nó sẵn đi vô bờ này chắc dặm được vài tay nữa mấy bạn ơi. Bờ này đây trống cũng có khoảng chừng 300m gì. Thì cho nên mình kết thúc clip này. Bữa nay cũng trúng đậm mấy bạn ơi, trúng hơn cái clip đợt trước nữa nghe mấy bạn. Bạn thấy một túi gì cộm luôn. Túi này khoảng cỡ 4kg gắn nha mấy bạn. Thấy nhỏ nhỏ chứ có vỏ đó. Rồi, rồi chào tất cả các bạn. Rồi, chào cả các bạn luôn. Rồi, chào hẹn gặp chào mấy bạn ở clip sau. Vô. Rồi, nay mình đi vô thôi. Vô có chỗ nào mình chăng thêm cái gai, mai mốt mượn đường này đi luôn rồi.